Quý anh chị tuổi Ất Sửu thân mến, để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay mây được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 Quân Giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bà mệnh tuổi Ất Sửu Chị ra rằng, trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây, sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi ất sửu hữu duyên xem được video này, nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi ất sửu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé! Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, là tuổi con trâu, thuộc mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng dưới biển. Người tuổi Ất Sửu được Thích Ca Mâu Ni ban thọ, Bồ Tát Phổ Hiến ban phúc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ban trí tuệ. Nên người tuổi này thông minh, tài trí, nói năng ứng đối khôn khéo, không để làm mất lòng ai. Tính người tuổi Ất Sửu cần cù, siêng năng, làm việc chu đáo, cẩn thận, có trách nhiệm và luôn dựa vào ý chí của mình khi định làm bất cứ điều gì tuổi ất sửu trọng chữ tín, đến nơi đến chốn. Tuổi này tính tình mềm mỏng xong lại rất cứng rắn, cương quyết, bình tĩnh lập lại trật tự. Họ cũng có tính bảo thủ, tôn trọng nề nếp cũ, kỹ lưỡng và sòng phẳng, không thích nợ nần, còn khi nợ nần thì nhớ rất kỹ và họ cũng thích người khác cư xử lại như vậy. Ất sửu ham làm những công việc tiên phong, đi đầu, nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm, nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu mới có tài sản để dành. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Sự nghiệp của bạn được chính ấn chiếu mệnh, điều này báo hiệu cho bạn ngay đầu tháng đã có những dấu hiệu tích cực. Tháng 3 âm lịch này, những gì mà người tuổi Ất Sửu đã thể hiện từ trước đến nay đã được cấp trên, đồng nghiệp công nhận và được đánh giá cao. Tuy nhiên, người tuổi Ất Sửu lại thường quá dễ hài lòng với thực tại, cộng với nguyệt lệnh lâm mộ xuất hiện, sự nghiệp của bạn khó có thể có những bước tiến rõ ràng, mà thường dậm chân tại chỗ, bạn nên đặt ra những mục tiêu rõ ràng và tham vọng hơn. Nếu vội hài lòng với thực tại, thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh tụt hậu thua kém mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, trong tháng 3 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu gặp ngủ hành, Sửu thìn tương phá, điều này làm cho bạn đang có điểm báo gặp vận tiểu nhân quấy phá, bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh mình. Đó là những kẻ phá hoại sẽ ngáng đường bạn, khiến cho những công việc đang tiến triển thuận lợi bỗng gặp trở ngại bất ngờ. Trong thời điểm này, người tuổi Ất Sửu cần phải bình tĩnh tỉnh táo để phân biệt được ai là người thật sự đối xử tốt với mình, ai chỉ là kẻ lợi dụng sơ hở để gây hại cho mình. Kiếp tài xuất hiện, đây là lời nhắc nhở bản mệnh tuổi Ất Sửu nên cẩn thận kẻo lòng tốt của mình bị lợi dụng. Hơn nữa công việc có phần sẽ trở nên rối ren và quan hệ với đồng nghiệp trở nên căng thẳng hơn khi lòng tốt giúp đỡ người khác của bạn được đặt không đúng chỗ công việc trong tháng này đối với những người làm công chức viên chức công nhân nhân viên hành chính nên chú tâm vào công việc chính của mình tránh ôm đồm nhiều việc hoặc thực hiện các công việc phụ mà ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của bản thân đối với người làm kinh doanh buôn bán nên phát triển trên nền tảng cũ chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn không nên mở rộng về quy mô hay thay đổi công việc cũng sẽ gặp nhiều bất lợi Vận trình trước thuận sau nghịch, người tuổi Ất Sửu nên chú ý trong cách hành xử của mình, lấy dĩ hòa vi quý làm trọng, chú ý trong lời ăn, tiếng nói, chăm chỉ, quyết tâm trong công việc thì ắt sẽ thu được thành quả như ý. Về mặt tài vận, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Đầu tháng dù có chính ấn tương trợ, nhưng ngay sau đó lại gặp kiếp tài lâm hàm địa, làm cho tài vận của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, chưa có dấu hiệu phát triển, bạn làm việc cứng nhắc thụ động nên tài lộc cũng không mấy khởi sắc. Tháng này, người tuổi Ất Sửu gặp cục diện ngủ hành, Sửu Thìn tương phá nên công chuyện làm ăn của bạn dễ bị thất thoát, thậm chí bị kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ lừa gạt, vướng phải những tai họa không đáng có. Bản mệnh tuổi Ất Sửu nên giữ vững và phát huy những gì mình đang có trong tay, không nên tham lam nghĩ cách chiếm lợi của người khác bởi những hành động sai trái sẽ đem tới những kết cục chẳng hề tốt đẹp gì. Làm giàu một cái chân chính, dù có thể sẽ chậm, nhưng chắc chắn đảm bảo một tương lai sung túc đủ đầy cho bạn. Thời điểm này người tuổi Ất Sửu đang gặp vận khí chưa tốt, thiếu cát tinh trợ mệnh, lại không có quý nhân giúp sức, chỉ dựa vào chính sức của mình, đầu óc lại thiếu đi sự minh mẫn hay nóng tính, bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng, không nên thực hiện những vụ đầu tư lớn có tính chất mạo hiểm cao, nếu không muốn hối hận phải nhận lấy thất bại. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Ất Sửu cũng nên tăng cường học hỏi, tiếp thu ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn để đưa ra những phương hướng, phương pháp giải quyết công việc hợp lý nhất. Khi tham gia những buổi tụ tập đông người, bản mệnh tuổi Ất Sửu cũng cần chú ý bảo vệ đồ đạc tài sản, nếu không dễ bị kẻ gian lừa gạt hoặc đánh cắp. Ngoài ra, trong tháng này bản mệnh tuổi Ất Sửu cũng không nên chi tiêu quá hào phóng cho những việc không thực sự cần thiết tránh đến khi cần lại không có sẵn tiền trong tay. Với những người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, có niềm đam mê mãnh liệt với những cuộc phiêu lưu thích cuộc đời của mình phải thật ý nghĩa và bạn có xu hướng dành một khoản tài chính đáng kể của mình cho những trải nghiệm táo bạo này. Đó cũng là lý do khiến cho người tuổi Ất Sửu không thể tiết kiệm được nhiều tiền. Người tuổi Ất Sửu cũng cần xem lại bản thân, cần phải lập ra kế hoạch cho việc sử dụng tiền bạc một cách thông minh để vừa có tiền đầu tư, vừa có tiền tiết kiệm và thỏa mãn những đam mê trong cuộc sống nữa nhé. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 3 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 có sao Thái Âm chiếu mệnh, giúp cho vận trình tình cảm của bạn được đào hoa khởi sắc đối với những bạn nữ độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với bạn bè khác phái nếu thật sự muốn tìm một người phù hợp với mình bản mệnh nên mở rộng lòng và tự tin hơn khi giao tiếp không nên vì rụt rè e ngại mà không dám thể hiện điểm mạnh của bản thân đối với những bạn nam cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm nửa kia của mình bạn không nên chờ đợi duyên phận đến nếu bạn cứ mãi ở thế bị động bạn sẽ bỏ qua nhiều cơ hội đáng tiếc với những người đã lập gia đình, bạn cần phải quan tâm hơn đến hạnh phúc gia đình, giữ khoảng cách với người khác giới có ý định tiếp cận mình, chỉ cần bạn dễ dãi buông thả theo cảm xúc nhất thời, là rất dễ sẽ mang theo tai tiếng, gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Người tuổi ất sửu cũng cần phải quan tâm hơn đến con cái, hoặc anh chị em trong nhà, nếu giữa các thành viên trong gia đình có nảy sinh mâu thuẫn với nhau, bạn nên hạn chế tính nóng nảy của mình, hoặc là người chủ động xuống nước, hòa giải, không nên khăng khăng giữ ý kiến của mình, điều này chỉ càng làm cho không khí gia đình căng thẳng và khiến mọi việc lâm vào bế tắc. Về mặt sức khỏe. Bước sang tháng Bính Thìn, năm Quý Mão 2023 này, về tổng thể tình trạng sức khỏe của bản mệnh tuổi Ất Sửu không có vấn đề gì đáng ngại vào thời điểm này. Bạn nên tiếp tục giữ trạng thái tinh thần tích cực, có như vậy thì khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý rèn luyện sức khỏe, bổ sung các thực phẩm cần thiết để tăng sức đề kháng là hoàn toàn cần thiết. Trong chế độ ăn uống, bạn nên đa dạng hơn các loại đồ ăn, có thể thói quen thích ăn món yêu thích trong thời gian dài đang là nguyên nhân khiến bạn bị thiếu chất mà bạn không biết đấy, hãy thử những món đồ ăn được xem là nhiều dinh dưỡng như các loại hạt, hoa quả, cá mà trước đây bạn chưa từng ăn xem sao nhé. Tuy không gặp phải bệnh tật nào nguy hiểm, nhưng người tuổi Ất Sửu cũng cần lưu ý, trong tháng có âm sát hung tinh xuất hiện, mang theo dấu hiệu xui xẻo như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi cực lớn về mặt cảm xúc, bạn nên chú ý giữ an toàn cho bản thân phong thủy bàn làm việc cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Mỗi cách bố trí bàn làm việc đều được chi phối bởi những yếu tố phong thủy, vì vậy khi sắp xếp bàn làm việc, người tuổi Ất Sửu cần phải lưu ý đến những nguyên tắc cơ bản dưới đây. Cách lựa chọn vị trí, màu sắc và hướng kê bàn làm việc cho người tuổi Ất Sửu. Năm sinh dương lịch 1985. Năm sinh âm lịch Ất Sửu. Khỏe mệnh, càn kim. Ngũ hành, hải trung kim, vàng dưới biển đối với nam tuổi ất sửu. Phương vị đặt bàn là thần tài của người sinh tuổi ất sửu là ở góc đông nam của văn phòng làm việc. Vì nam giới tuổi ất sửu thuộc Tây Tứ Mệnh, do đó bàn làm việc nên quay về một trong các hướng, Tây, sinh khí, Tây Nam, Diên Niên, Đông Bắc Thiên Y, Tây Bắc Phục Vị. Bạn sinh năm ất sửu có niên mệnh thuộc kim, nên sử dụng bàn làm việc dạng hình chữ nhật, hình tròn, hình móng ngựa với các màu sắc như màu vàng, trắng vì màu trắng là màu bản mệnh của bạn, còn màu vàng là màu tượng trưng cho hành thổ, mà thổ sinh kim rất tốt cho người tuổi ất sửu. Cần lưu ý, kích thước bàn làm việc nên cân xứng với các vật dụng trên bàn, không nên quá chật làm giảm hưng phấn làm việc, cũng không nên quá rộng tạo cảm giác bất ổn. Đối với nữ tuổi ất sửu, phương vị đặt bàn là thần tài của người sinh tuổi ất sửu là ở góc đông nam của văn phòng làm việc. Vì nữ giới tuổi ất sửu thuộc đông tứ mệnh, do đó bàn làm việc nên quay về một trong các hướng, đông, sinh khí, bắc diên niên, đông nam, thiên y, nam phục vị. Bạn sinh năm Ất Sửu có niên mệnh thuộc Kim, nên sử dụng bàn làm việc dạng hình chữ nhật, hình tròn, hình móng ngựa với các màu sắc như màu vàng, trắng vì màu trắng là màu bản mệnh của bạn, còn màu vàng là màu tượng trưng cho hành thổ mà thổ sinh kim rất tốt. Cần lưu ý, kích thước bàn làm việc nên cân xứng với các vật dụng trên bàn, không nên quá chật làm giảm hưng phấn làm việc cũng không nên quá rộng tạo cảm giác bất ổn. Giải nghĩa một số từ ngữ phong thủy. Sinh khí, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Thiên y, cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên niên, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu. Phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử. Họa hại, không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ quỷ, mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn. Lục sát, xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn. Tiệt mệnh, phá sản, bệnh tật, chết người. Vâng, quý anh chị tuổi ất sửu thân mến. Vừa rồi là tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Hy vọng quý anh chị sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 3 âm lịch này. Quý anh chị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video. Chúc quý anh chị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại